Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đồ Lâm TV trong phần chơi Minecraft IELCraft Updated. Rồi, bé Lâm mới có công chuyện chút. Bây giờ chúng ta sẽ tiễn ông này lên đường luôn. Đây là Physical Protection, không chơi ha. Chúng ta chỉ chơi Protection, Advanced Protection rồi những cái khác thôi. Không cần Physical đâu. Lên. Có gì đó nó sai sai. Infinity, hello. Chưa tới thời điểm. Infinity cũng hay á, nhưng mà chưa cần. Hello. Nghe cha dân làng trước phiên bản nữa hả? Trước phiên bản 1.12 thôi. 1.16 chứ. 1.16 chúng ta có easy build chơi dễ hơn. Assassinate, next step, vừa kịp lúc đi ngủ. Cha cha dân làng, vui quá chừng vui luôn. Tộp vô Autographer là biết rồi đó.
Bây giờ trong phiên bản này không có Easy Villager. Tiếc là không có Easy Villager, hay cũng không có một cái bản mod nào tương đương với cái Easy Villager hết á. Oh, Inner Berserk Lower. Thấy không ta? Ôi, Inner Berserk kìa. Càng ít máu càng gây thêm sát thương. Suy nghĩ nha, để coi một cái. Cần phải coi lại coi áo giáp cái cường hóa này có cần không đã. Tại vì mình nhớ cường hóa này cũng cần. Có Inner Berserk, có cần cho áo giáp rồi, mệt rồi đây. Áo giáp thì phải lọc lại Viper Jackie. Có một cái ông là chi lê đi cho áo giáp nè, hơi căng. Chúng ta sẽ cần phải dọn lại. Hết gỗ. Hello. Mấy cái tàu đó hết rồi. Nó có làm nhiều lắm mà ta. Quá bển kìa. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Nhưng mà phải qua xíu đây nha ông ơi. Rồi. Xong.
Đi kiếm áo trắng tiếp. Chúng ta còn áo trắng ở tuốt ngoài xa bên kia Z Lorit. Bóc về. Khoan nha. Quên lấy cái đồ để đi ngủ. Photographer nè, cần được giải cứu nè. Đây là đồ xịn nè. 200 mà cũng tạm nè. Nhà có giường không, vô ngủ đỡ coi. Cái hết trơn. Vô ngủ đỡ. Chà xíu để đi ngủ. Tắm tay đi vận chuyển dân làng về. Chờ chút xíu. Mấy ông dân làng quậy quá. Regeneration. Ông kia đâu rồi? Lộn đường nha. Đi hoài mấy lần rồi đó mà còn lộn đường được. Hello, hello.
khu này đẹp nè. Nếu mà bạn nào mới vô mà gặp được cái tòa tháp này là bạn đã trúng thưởng. Bởi vì trong này có sắt. Tòa tháp bằng sắt luôn nè. Trúng thưởng liền luôn. Ghê luôn. Ô cabin. Đây là đâu? Đúng rồi. Về tới đây, về tới đây. Nâng bài cao quá. Oh. Đã vô gì chi? Kỳ vậy, cắn lộn chỗ nữa chứ. Mời ông tận hưởng. Cartographer. Tới khi đủ cường quá. Ủa kỳ á. What? Nữa lại nữa. Quên bắt cấp nữa rồi. À vậy thôi chứ sao. Mất một ông dân làng. Ê, con chim nó nhảy lên trên nó luôn rồi. Bây giờ là hai ba ông rồi đó nha. Quên cái chuyện nãy á, mình nhớ trong đầu rồi là mình xuống mình vô chổng mình phải bách cấp. Xong rồi tới lúc mà mình vô cái mình quên luôn.
Mà vấn đề vậy là không có duyên rồi. Mấy ông nhân làng nó không có duyên rồi. Mấy ông đó lên đường là biết không có duyên rồi đó. Bên này có ai không? Làng này có ai không? Trước khi chúng ta vượt biển thì chắc chúng ta sẽ cần phải chờ chút. À, làng này có chỗ này. Làng này có chỗ này, vậy thì đã có vô chưa? Cartographer. Hiểu luôn ha. Trong này còn ai áo trắng nữa không? Ai áo trắng giơ tay lên giùm tôi. Đó, áo trắng, áo trắng. Áo trắng đang đội gì nữa vậy? À, làm tưởng ông đội gì nữa chứ. Levitator. Ôi, một ông nữa. Jack Rack. Vậy là làng này tên gì? Kiểm lại coi. Lát nữa chúng ta qua đây luôn. Majora gì đó. Trời sắp tối rồi, cho nên nãy giờ mình không có đi tiếp. Mình chờ đi ngủ. Con rồng ở bển, đi hãy cẩn thận. Đang vận chuyển là những người vô cùng giá trị.
Bắt cấp. Gì vậy? Dữ gì vậy? Dữ gì vậy? Sao hai bốn mắt nhìn nhau vậy? Chân chói quá vậy? Nhìn chân chói quá. Ở đó có thể là do mình còn ở gần quá. Lâu lâu con zombie nó mệt đó mà, nó giận. Đâu ra miếng thịt thối mà vô đây nữa. Chắc này đi quá, nghi quá. Rồi, cầm miếng thịt thối là mình nghi lắm rồi. Không có chữa trị được mà đi. Bây giờ mình sẽ cần phải ra bắt cấp lại. Đã lót lại bắt cấp xong và vào thời điểm mới chuyển ông dân làng tới. Ok. Đỡ, xử lý đi. Kiếm luôn. À, cũng là Advent nhưng mà nó sai rồi. Không phải là Advent Protection. Nhưng chỉ có cấp độ 2 thôi. Không cao. Tốn rất nhiều. Cái này
Cái này hả? Này, hình như là weapon cũng có. Hãy kiểm tra lại coi. Mình kiểm tra coi cái cường hóa nó có cần cái này không. Nó có rất là nhiều thứ. Này là Revive Play hả? Revive Play. Vậy là không lấy cái này. Cái địch ít máu thì không cần. Mới cấp độ 2 thôi, nó cấp độ 4 lận. Không cần. Đọc thì thấy nó cũng được, nhưng mà thôi không cần. Ben Luton cấp độ 2. Hình như hôm bữa chúng ta có Ben Luton rồi. À, cấp độ 3 rồi, thôi lên đường rồi ông ơi, lên đường rồi. Người ta 3 mà ông có 2 thôi à, ông đi rồi đó. Nhanh vậy, chạy lên trên tường. Cái Wandering này mình không có bao giờ mình xài luôn á thiệt. Cái này cũng cần nè, nhưng mà bình thường mình không có xài ha. Kiểu như đạp lên tường thôi. Đạp lên tường giúp chúng ta di chuyển như nè, Wandering. Trượt trước ngại vật rất là tốt. Ở trong đôi giày á. Rồi giữ. Nay khui được hai ông xịn quá, nhưng mà mất một ông thiệt là đau lòng quá. Ra đây. Ok. Ở bên kia còn nữa, để qua vận chuyển về.
Không có con mau nào hết đỡ. Đâu vậy? Lên lầu. Chờ xíu. Mấy con rock ra. Đây nè đó. Chỉ cần đi ra phía sau. Ê ê ê, âm dân làng ơi. Luôn á. Ông chạy qua cửa sổ bên đây mới ghê. Cái tháp. Đâu rồi? Tại cao quá không thấy chỗ đang làm luôn. Té nữa. Xuống dưới. Nga đây. Chờ xíu. Bắt cấp. Cứ phải như vậy mới được. Để tránh những trường hợp mà hả gõ một cái tiễn không lên được luôn thôi. Cấp chưa? Đang bắt cấp. Tên. Cặp đi. Ah.
Ủa gì vậy? Nhánh vậy, mới gõ có một cái hai cái à. Đào thải nghề đơn giản là do ông tác giả thôi, tất cả đều là do ông tác giả hết. Nhưng mà nó không có cái bản mod nào để hỗ trợ công chuyện này hết á. Thì như mình nói, chỉ có một cách đơn giản nhất là chúng ta cho công thức vô ha. Giờ chúng ta cho công thức những cuốn sách mà cần thiết sử dụng nhất á, cho công thức vô. Adapt. Có cần không? Cần quá. Adapt trong vũ khí. Cần luôn. Hay quá luôn. Chính xác luôn. Adapt là đưa vô trong vũ khí. Chỉ có cái agility này là đưa vô trong cái đó thì nó không có phân biệt ra rồi. Rồi, còn chân chơi gì nữa? Mời ông vô trọng. Đây, đồng bọn nè. Đồng bọn bển kìa. Ba bển, adapt. Đưa vô vũ khí tăng thêm kinh nghiệm. Không. Chuẩn bị đi ngủ. Xong đi bóc một đợt nữa. Về đây xử lý công chuyện.
Dướng cái gì? Bây giờ là đi vận chuyển một ông về. Masura Levitator với ông này. Đem qua bên kia để hai ông dính vô nhau rồi hết chạy đi đâu được. Rồi mới ra búp ghê. Kiểm tra lại còn ai nữa không thôi. Tháp trên kia thì không có gì. Cái khu nhà này cũng vui nè. Sao không có đường vô? Crab chest. Đây là có nhiêu đó thôi. Phía bên kia hai ông nữa, tổng cộng là bốn ông. Đủ rồi đó. Thành Minh đi chơi nha, đi chơi đi chơi. Không có đưa đồ cho nó cầm được. Nó không có cầm. Phải kiếm một con zombie đội vũ khí cầm áo giáp này cái gì. Đội đội áo giáp cầm vũ khí luôn thì mới được. Chứ còn không có đưa đồ cho nó cầm được. Đúng vậy. Rồi, ok luôn. Đã vô vị trí.
Ok luôn. Bắt cấp cái đã. Bữa nay hên lắm nha. Bữa nay ra toàn cường quá mình đang cần không á. Rất là xịn luôn. Đau lòng quá. Advanced Protection kìa. Nhưng mà Advanced Protection 2 phải mua mấy lần mới ép lên được Advanced Protection cao nhất. Sao đây? Sao đây? Cái thu này thôi bỏ luôn, không chơi Advanced Protection 2, lên là lên cấp độ cao nhất luôn, chịu chơi luôn. Thôi bỏ luôn, 21 nhưng mà phải nâng lên 4 là tốn nhiều lắm. 4 cuốn mới được một cuốn 4 thì đó, nó tốn nhiều hơn nữa. Tính ra đi mua cuốn cao hơn cho thoải mái. Ooh.
sao mà nó không ra. Là gì cái chuyện nghe ghê gớm vậy được. Enderman farm cực lắm. Regen cũng được, cũng là một cách để lên XP nhanh. Wow, ôi hôm nay phải nói, hôm nay là một ngày vô cùng đã. Atomic Deconstructor maximum cấp. Nè, Atomic Deconstructor. Chơi một phát. Có khả năng one shot nè. Có khả năng one shot luôn. Quá đã. One shot nhưng mà không one shot được con boss nha. Cái đó người ta chỉnh lại rồi. Atomic Deconstructor là ở cấp độ nguyên tử luôn mà. Chơi một phát là đi luôn. Hủy diệt nguyên tử mà. Biến mất khỏi nói chung là không còn tồn tại nữa. Ghê lắm. Chui vô luôn rồi đó. Biết thân biết phận chui vô rồi đó. Quá đã, quá đã. Ây, phải như vậy là trong ngày hôm nay thì chúng ta kiếm được thêm rất nhiều cường quá xịn. Thật là đã luôn á. Những cường quá đó đa số sẽ tập trung vô vũ khí trước nha. Nhưng mà mình vẫn có những cường quá để có thể cho vô trong những bộ đồ để cho mạnh hơn. Và bây giờ thì mình sẽ kết thúc chương trình ngay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác. Bye bye.